Thưa quý vị, chiều ngày 23 tháng 9, đồng chí Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2024 và thông qua nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Báo cáo cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, Trà Vinh thực hiện tăng trưởng GRDP đạt 9,78%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Trong tháng 9, Trà Vinh thu ngân sách trên 1.000 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay thu trên 13.600 tỷ đồng, đạt 99,82% dự toán. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 72,57% kế hoạch. Tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường cơ bản ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 9 tháng đạt trên 78% kế hoạch. Đặc biệt là giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng đạt khoảng 1,2 triệu đô la Mỹ, tăng gần 28% so với cùng kỳ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các ngành địa phương tập trung nâng cao điểm số và thứ hạng các chỉ số PAINDES, PAPI, CIPAS, PCI, BGI, chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và có kế hoạch tái đàn đảm bảo nguồn cung thực phẩm phục vụ những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán 2025. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các ngành các địa phương tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết dứt điểm đúng quy định các vụ việc khiếu nại tố cáo còn tồn động, góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội ở địa phương. Cũng tại hội nghị này, các sở ngành tỉnh còn đóng góp ý kiến đối với hai dự thảo tờ trình sẽ trình Hội đồng Nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Bình. Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Châu Văn Quà và thông báo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bầu ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Hiền Hải Đăng, Giám đốc Sở Nội vụ, và ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.